Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ đi ra cái ruộng rau muống này, mình tìm mình bắt các con vật các bạn ạ. Ui, mình phát hiện ra ở đây có một con gì đây này các bạn ơi. Ui, các bạn ơi, một con ếch màu hồng các bạn ơi, đẹp chưa này. Wow, nó nhảy rồi đây này. Mình lấy cái này mình trộm được đây rồi các bạn ơi. Ui, một con ếch màu hồng đẹp chưa. Wow, để mình bắt con ếch này nhá. Ui. Wow, con ếch to lắm các bạn ạ. Đây rồi. Wow. Ui, mình bắt được một con ếch rồi này các bạn ơi. Hôm nay mình ra ruộng bắt được một con ếch này, đáng yêu chưa này các bạn ơi. Mình sẽ bây giờ mình cho vào cái thùng này của mình các bạn ạ. Ui, cho vào cái thùng này. Ở dưới cái gốc cây này có cái gì không các bạn ơi? Ui, nạo quá. Ui, các bạn ơi, mình nhìn thấy. Ui, nhiều cua lắm các bạn ạ. Đây là một con nữa này. Ui, hai con liền các bạn ơi. Một cua xanh này. Ui, đây nữa này. Ui, mình phải lấy cái thau. Đây rồi các bạn ơi, bạn cua xanh này. Mình cho vào đây của mình này các bạn ơi. Ui, nhiều cua thế. Ui, ở đây là hang này có một con cua nữa này. Một con cua hoa. Một bạn cua tí hoan luôn các bạn ạ. Ấy, một bạn cua tí hoan lần ở dưới cái lỗ này, ở dưới gốc cây này các bạn. Wow, cái này nặng thế nhỉ. Ui, đây là hai các bạn ơi. Wow, một con cua màu xanh luôn các bạn ơi. Ui, hai con liền các bạn ạ. Ấy, bạn cua này rất là đánh đá luôn. Ui, đánh đá thế nhỉ. Ấy, cắp mình rồi các bạn ạ. Ui, đây rồi, hai con rồi các bạn ạ. Đây vẫn còn một con nữa này. Ui, đây các bạn ơi. Ui, một bạn cua rất là to luôn các bạn ơi. Đây này. Đây các bạn ơi. Một bạn cua màu hồng luôn các bạn ạ. Bốn con rồi. Mình sẽ đi tìm tiếp xem ở đây còn con gì nữa không các bạn ơi. Ở dụng rau muống này khả năng nhiều đấy các bạn. Ui các bạn ơi. Này, mình phát hiện ra ở đây có một con gì nữa này các bạn ạ. Đấy, theo cái vết của nó đây này. Ui, một bạn ếch nữa này các bạn ơi. Đây. Ui, một bạn ếch này. Ui, một bạn ếch rất là to luôn các bạn ạ. Đây các bạn ơi, tìm được ổ của bạn ếch rồi. Bạn ấy lẩn ở dưới này. Đào hang này các bạn ạ, đào hang không được này. Bạn đã lẩn ở đây này các bạn ơi, thấy chưa. Wow, để mình chụp con ếch này nhá. Wow. Ui các bạn ơi, lại bắt được một con ếch rồi. To chưa này. Ấy, hai con ếch liền các bạn ạ. Cho vào đây. Ui, này các bạn ơi. Ui, hai con ếch to chưa này. Mình bắt đây này. Đấy các bạn ơi. Ui thôi, nó nhảy ra rồi. Đấy, phải bắt lại các bạn. Ui, đậy lắp vào rồi, không cho ếch nó nhảy các bạn. Bây giờ mình sẽ lại đi tìm tiếp nhé các bạn nhé. Bắt được bốn cua rồi, hai ếch rồi. Bây giờ mình lại phát hiện ra. Ở đây lại có một bạn cua vàng nữa này các bạn ơi. Đấy, một bạn cua vàng nữa này các bạn ạ. Ui, lẩn nhanh thế. Đây. Đấy các bạn ơi, chỗ này nhiều cua chưa này. Wow. Bây giờ mình sẽ đi tìm xem. Mình phát hiện ra ở đây lại có một con cua xanh nữa này các bạn ơi. Đấy, to chưa này. Mình bắt. Đây rồi. Nhiều cua chưa, ở ruộng này rất nhiều cua luôn các bạn ạ. Wow, mình sẽ đây lại có một con cua vàng nữa này. Ui, nhiều cua thật các bạn ạ. Hết cua xanh rồi đến cua vàng này. Ui, cái càng con cua này to chưa. Quá là to luôn các bạn ạ. Đây, nhiều cua chưa này các bạn ơi. Đấy, mình bắt được một lúc mà chuẩn chung con cua rồi các bạn ạ. Đấy, mình lại đi tìm tiếp xem nào. Đây lại có một con cua màu xanh nữa này các bạn ơi. Nhiều cua thế các bạn ạ. Đây, mình bắt cho các bạn xem này. Cả con cua này cũng to lắm các bạn ơi. Ui, to chưa này. Đây các bạn ơi. Ui, to thế các bạn ạ. Càng còn to chưa. Được chục con rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ lại đi tìm tiếp nhá. Đi lên trên này tìm xem nào các bạn ơi. Mình hôm nay mình ra ruộng mình bắt được bao nhiêu cua này. Hai con ếch rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ ui này các bạn ơi. Ui, mình phát hiện ra ở đây lại có một con ếch màu vàng này các bạn ạ. Ui, nó nhảy nhanh chưa này. Ui, đuổi theo thôi, đuổi theo con ếch màu vàng này. Đẹp chưa này.
Ấy mình phải đi lên lấy cái. Lấy cái xô đừng có đánh này các bạn ạ. Đấy rồi. Ô, một con ếch màu vàng đẹp chưa này các bạn ạ. Wow, quá đẹp luôn. Mình bị con ếch này luôn. Nó nhảy ra tận đây rồi các bạn ạ. Ui. Wow. Đấy, nó nhảy lên đây rồi các bạn ơi. Ui, để mình chộp nhá các bạn ạ. Wow. Đây rồi các bạn ơi. Đây, mình lại bắt được một con ếch nữa này các bạn. Wow, cho đây 3 con liền rồi các bạn ạ. Đây. Hôm nay mình bắt được 3 con ếch liền này các bạn ơi. Thấy chưa? Mình đợi mình cho vào đây. Quá nhiều luôn các bạn ạ. Đi tìm xem ở đây còn con gì nữa không các bạn. Ui, ở đây lại có một con cua nữa này các bạn ơi. Đây, lại thêm một con cua vàng nữa này các bạn ạ. Wow. Ở đây nhiều cua thế các bạn ạ. Ui, nhiều cua chưa nào. Wow. Mình lại đi khám phá ở cái chỗ này xem nào. Đi ra đây tìm ở những cái đây. Ui các bạn ơi. Đây, mình nhìn thấy ở đây này các bạn ơi. Ở đây có một con cua màu hồng luôn này các bạn ạ. Ui. Đấy, đẹp chưa này các bạn ơi. Một bạn cua màu hồng ẩn ở dưới cái đám cây này các bạn ạ. Wow. Mình lôi được lên đây rồi. Ui. Lại một con cua nữa này các bạn ơi, nhiều chưa. Wow. Thử tìm kỹ ở chỗ này xem kiểu gì vẫn còn cua đấy các bạn ạ. Ui. Đây nữa này các bạn ơi. Wow, mình phát hiện ra ở đây có một con cua màu cam này các bạn ạ. Đây. To chưa này các bạn ơi. Ui, thích chưa? Rất nhiều cua luôn các bạn ạ. Là mấy dầm? Mình thì ui, ui các bạn ơi. Ui, mình phát hiện ra. Đây này các bạn ơi. Ui, có con gì thế này? Ồ. Đây các bạn ơi, nhìn đây. Con gì? Ui. Đấy, ui, một bản cóc cụ luôn các bạn ạ. Đây, một bản cóc cụ này. Ui, con cóc phải ra sần sùi thế. Ui, để mình thử tìm xem còn con cóc nào nữa không. Ui. Ui, mình phát hiện ra. Ở dưới cái hang này các bạn ơi, hai con cua liền này các bạn ạ. Ồ, hai bạn cua màu cam liền. Wow, trốn ở dưới này các bạn ạ. Ui. Đấy, để mình đuổi lên. Ê, lên đây rồi các bạn ơi. Chỉ việc bằng nhà thôi. Một con các bạn ạ. Ui, nhiều rơm rác quá. Đây còn một con nữa này các bạn ạ. Ui, sâu quá. Sâu quá, sâu quá. Lên. Đây rồi. Đây, mình đuổi lên rồi các bạn ạ. Ồ. Nhiều thế các bạn ạ. Thử đi tìm xem con cóc nào nó ẩn ở dưới này không các bạn ạ. Rồi. Hết rồi các bạn ơi. Hết rồi. Hết rồi các bạn ạ. Ồ, thành quả của buổi sáng ngày hôm nay này các bạn ơi. Mình bắt được này, bao nhiêu cua này. Mới cả 3 con ếch liền này các bạn ơi. Đấy, 3 con ếch liền này các bạn. Ấy. Giờ mình sẽ mang cua mấy ếch về nuôi đây các bạn ơi. Thôi mình xin chào các bạn nhá.